mình về nhà đi ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một tuần lại trôi qua, ngày hôm nay Minh Sù tin sẽ có rất là nhiều điều mới về biển báo giao thông, về luật an toàn giao thông, và đặc biệt là những người chơi rất mới. Họ sẽ đến đây chinh phục giá trị tiền thưởng là 50 triệu đồng của chương trình trải qua cả 4 vòng thi đấu. Thế nhưng 3 vòng đầu tiên, nếu như đội nào có điểm số cao hơn thì mới có cơ hội chinh phục được số tiền thưởng này. Vòng đầu tiên là vòng khởi động, vòng thứ hai là vòng hợp sức, vòng thứ ba vượt chướng ngại vật, và vòng cuối cùng mang tên về nhà đi ăn. Ngày hôm nay sẽ có 2 đội chơi với 4 thành viên rất là đáng yêu. Hãy cùng với Minh Dù gặp gỡ với họ nhé. Xin mời. Ra đây chơi, ra đây chơi. Trời ơi. Em chào anh. Chào em, trời ơi. Xin lỗi mọi người vì sự trễ nải. Nói sao vậy? Cái đường hẻm nó hơi hẹp nên mình phải luồn lách làm sao cho đừng đụng vào cảnh trí. Tôi sợ là bạn bị kẹt ở trong luôn á Tiền. Thì đó, thành thử ra là tôi nghĩ rằng là tôi phải nên ốm lại một chút. Không, nói thiệt nha, có bao giờ Tiền nghĩ Tuyền mập với cái tên của mình là một diễn viên, một nghệ sĩ hài rất là được nổi tiếng, yêu thích. Không biết là sau này Tuyền có muốn giảm cân thành hũ đằng không? Cái đó là một cái điều không được mọi người ạ. Thí dụ như là tăng chắc thon gọn hơn một tí thì có lẽ là được. Nhưng còn được như hũ đằng thì chắc có lẽ là chỉ trong mơ. Chỉ trong mơ. Ok, quên, hồi nãy giờ mình đi coi như là mình leo lề. Bây giờ mình xuống lại cái làn đường chính thức của chương trình an toàn giao thông ngày hôm nay. Đây là đội chơi đầu tiên, mời các bạn giới thiệu về đội mình. Xin chào quý vị khán giả, đội của Hữu Đằng và Tuyết Mai. Ngày hôm nay đội tới với chương trình Về Nhà Đi Anh được mang tên là Chờ Xíu Chút Về. Chờ xíu, chờ chút xíu về. Chút về, chút về. Có ai ở nhà chờ hả? Thì có người kêu về nhà đi anh, thì chờ xíu chút về. À là trả lời luôn, thay cho chương trình này luôn Tuyền. Bên này thì chưa có hỏi gì hết mà đã chia sẻ hết từ đầu tới cuối là mình tên gì, đội gì, rồi như thế nào rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất mình nhiều. Hiểu nhau đó. Hiểu nhau. Dạ. Thực sự thì đến với chương trình này, mỗi đội chơi đều cần có một cái thông điệp, một cái câu khẩu hiệu cho riêng mình về an toàn giao thông. Đội các bạn chọn thông điệp là gì? Dạ, tụi em xin chọn thông điệp là tuổi trẻ nói không với tai nạn giao thông. Hay quá. Vâng, đây là đội số 2, xin mời. Lời đầu tiên thì Tuyền Mập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Và mình là Tuyền Mập, đứng kế bên mình là bạn Hoàng Đan, người cùng đội chơi với mình. Dạ, Đan, anh nghĩ là đây là Tuyền Mập thì đang ốm thì hợp lý hơn, nghe nó có một sự đối lập á. Không, không biết là mình là đang mập. Đang mập. Thì đúng rồi, mình đang mập, nhiều khi người ta nghe lộn, người ta đưởng là cái đang mập, nước đang mập. Cũng được, cũng được. Một cái tên khá đẹp, nhưng mà đó không phải là tên của đội mình. À, mà hiểu tới đội mình là gì ạ? Ngày hôm nay mình tham gia một chương trình game về giao thông thì đương nhiên mình phải đặt tên có liên quan tới giao thông. Đúng, bên đây là đội chờ một xíu, chút về. Bên đây thì như thế nào? Đủ tải. Đủ tải có nghĩa là cái xe đó là đủ cái sự an toàn để tải cái trọng lượng ở phía trên. Em nghĩ đó là ước mơ của chị thôi. Mình phải có cái câu khẩu hiệu, slogan cho đội của mình, đúng không? Và thông điệp nữa về an toàn giao thông, xin mời. Bên đây là tuổi trẻ nói không với tai nạn giao thông. Tuổi trẻ thôi. Nói không với tai nạn giao thông. Đúng. Tai nạn giao thông cũng đừng long nhong ghé qua tuổi trẻ. Trời ơi, ơi, đối ngược lại luôn. Cái gì vậy? Cái gì mà bay quá trời bay vậy? Mia, đi gì á? Em thấy cái game tựa đề là Về Nhà Đi Anh là em đi về. Tới đây tham gia chương trình chơi rồi biết luật này kia nọ mới đi về được chứ, đúng không? Xin được giới thiệu ca sĩ Mia. Chào Mia, gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả và giới thiệu thành viên trong đội của mình ngày hôm nay nha. Dạ, Mia và Quang Minh ngày hôm nay rất hân hoan có mặt tại chương trình Về Nhà Đi Anh. Bây giờ để Minh giới thiệu nha, Quang Minh. Lời đầu tiên thì cho phép Quang Minh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn đang xem đài và anh Minh Sù. Mình là Quang Minh và hiện tại thì mình đang làm diễn viên và là một MC. Nhìn mình là một đội đúng không? Giờ Minh với Mia không? Nó có chữ M, chữ Y, nó giống nhau. Nó làm gì cho nó khớp khớp nhau. Chúng em là đội M Bình Phương. Bây giờ tấp nhẹ sang bên trái để biết được đối thủ của mình ngày hôm nay là ai. Dạ. Quý vị thân mến, đối đầu lại với đội M Bình Phương, không biết là đội sẽ là tên gì. Xin mời đội chơi thứ hai. Wow.
Chào em. Nó lạc rồi kìa, anh lạc rồi. Xe quá. Từ từ, đừng băng qua đường, từ từ. Để mình đèn đi bộ được chứ. Đèn đỏ. Rồi, dắt bạn qua. Nhưng mà đi như vậy là sai luật. Không có cái vạch người đi bộ đúng không? Tại vì không có cái vạch đi sang đường mà dám đi sang kia. Đó thấy chưa? Đó, thấy sai chưa? Lỗi em. Bây giờ mình chuộc lỗi lại bằng cách giới thiệu nè. Đầu tiên xin cho phép Dương Tuấn Kiệt gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Anh. Còn đây là thành viên của đội của Jin. Xin chào tất cả mọi người, chào đợi chơi chào anh. Em tên là Thúy Nguyên, hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nguyên, hôm nay đến đây với anh Jin bằng gì? Dạ tụi em đi bộ mới băng qua đường sai luật đó trời ơi. Ủa vậy hả? Thế thì là mình chưa biết lái xe hả? Dạ không, hai tụi em mới có 8 tuổi thôi đúng không anh? 8 tuổi đi về mấy đứa, 8 tuổi đi về. Chương trình này dành cho ai có bằng lái rồi mới được chơi. Dạ 18 tuổi nó lộn thiếu số 1. Dễ sợ, lật lộn dễ sợ. Bên đây là đội M Bình Phương, bên mình là đội gì nào? Đây thấy đèn giao thông nhiều quá, thôi em đặt đội là đèn xanh đèn đỏ đi. Hello em. Chào anh ạ. Em tới mình rồi, bạn em đâu? Bạn em còn ngại ngùng á bạn ơi. Dạ. Rồi, gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nha. Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Về Nhà Đi Anh. Em là Cara và hiện tại em là ca sĩ trẻ. Trẻ, và nhấn mạnh trẻ. Đẹp nữa. Rồi tiếp tục. Xin chào tất cả khán giả đang xem truyền hình. Mình là Khắc Vĩnh và mình hiện tại cũng là ca sĩ. Cái tiêu chí chương trình này là chúng ta phải đúng luật, chấp hành nghiêm chỉnh mọi điều khoản, điều bộ, điều lệ của luật giao thông. Thế thì cũng biết là tụi em là có hay bị bắt không ạ? Khi mà chúng ta lưu thông không có đúng lắm á. Em may mắn là chưa đó ạ. Chưa. Còn Vĩnh là đội của em ở Hiền Gặp Lành á anh. Tụi em chưa bị. Tụi em hiện tại đi taxi thì nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mà đi xe cá nhân thì đi xe máy hay ô tô? Em đi xe máy, em thích đi xe máy. Còn em? Dạ xe máy ạ. Xe máy luôn. Có muốn đi ô tô không? Không, em bị say xe. Say xe, em? Dạ nếu như mà đi xa thì ok ạ. Nếu như đi gần mà bằng xe ô tô đi không? Lại càng không ạ. Càng không? Vậy thôi về. Vậy thôi về. Tại vì chương trình này ở vòng 3 là được đi xe ô tô. Ủa vậy không? Ừ. Em nói lại nha mọi người, em đi. Dạ em đi. Bé này được cái có thể là vì chương trình đúng không em? Em nói lại thôi rồi, chứ không phải là vì xe ô tô. Dạ, tấm lòng của em dạ, nữa. Dạ, dạ. Chúc cho em sẽ may mắn nhá, là đội chơi đi xe ô tô đến một cái vị trí nó dài nhất để làm gì ạ? Vòng 3 có tới 6 cột mốc với 6 giá trị tiền thưởng rất cao, có thể lên tới 50 triệu đồng lận. Cố gắng lên nhá. Rồi, lùi sang bên trái một tí xíu nhẹ để chào đón đội chơi số 2. Đối đầu là phải ngang tài ngang sức. Bên đây có cái gì là bên kia cũng có cái đó. Xin được giới thiệu một chàng trai ca sĩ trẻ triển vọng hữu tính cùng với người bạn chơi của mình. Dạ, chào bé. Dạ, chào chú. Dạ, chào chú. Hôm nay bé Bi dẫn bạn tới chơi chương trình hả? Dẫn chứ, dẫn bạn chương trình Về Nhà Đi Anh là phải hai người chứ. Ừ đúng rồi, thì phải đi cùng nhau. Rồi thôi giờ chào khán giả trước nha, cái nè. Em tên là Anh Thư và hiện tại đang làm marketing ạ. Còn bé. Dạ chào tất cả mọi người, tôi là Hữu Tính, trưởng nhóm kịch X-Pro. Tự nhiên cái nghiêm túc quá. Em chào bên mà, này. Chào mình phải lịch sự chứ đứng đắn đâu mà. Bên đây có ca sĩ trẻ, bên đây cũng có ca sĩ trẻ triển vọng. Bây giờ phải hát một câu để biết được là sức trẻ của mình như thế nào. Một câu hát nói về tuổi trẻ. Cuộc đời là tia nắng ngắm vòng tay em say ước mơ. Hey ho. Ngày là ngày qua phố mắt ngây thơ chưa vương sầu nhớ. Hey ho. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ. Đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Trời ơi. Em bên đây em đã thử thách rồi. Không lẽ bên đây anh không? Đúng chưa? Em hãy hát một bài nào đó mà có phương tiện giao thông ở trong đó. Taxi, hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Hey. Hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu và nhiều đau khổ như tình yêu mà người ta vẫn thương mơ. Về đâu người hỡi taxi, về đâu bây giờ? Về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như ngày xưa? Về đâu để thấy chiếc hôn còn luôn bên mình? Về đâu để có những khi anh đã vui cùng em? Dễ thương quá. Thấy chưa, ngày hôm nay là thấy ngang tài ngang sức chưa? Thư ơi, em có bắt đầu hòa nhập với chương trình chưa? Dạ chưa, em đang loading ạ. Hôm nay thì hiểu lý do tại sao Tuyền mặc áo chiếu chiếu. Muốn gây sự chú ý cho MC. Đúng, mới gây sự chú ý cho MC và đặc biệt cũng có kinh nghiệm đúng không Tuyền? Kinh nghiệm gì? Thi bằng lái rồi.
Tuyền thi bằng lái chắc cũng lâu rồi, năm 2003 đó. Cho nên kinh nghiệm đầy mình ha. Và để coi ngày hôm nay những biển báo này có thử thách hay không. Sao em gái ơi? Dạ. Với một người nặng ký. Về kiến thức, có kỹ năng lái xe, em thấy sao? Em cũng run lắm, tại em không có giỏi về mảng giao thông. Ồ, mấy người mà nói như vậy mới đáng sợ đó. Để coi cô ấy thi như thế nào. Khủng khiếp lắm. Và bây giờ sau khi Minh Sùi nói lượt 2 bắt đầu thì mình sẽ nhấn chuông giành quyền. Xin mời, lượt 2 bắt đầu. Tuyền Mập sẽ là người trả lời đầu tiên. Đây là biển báo gì? Xe này nó móc kéo mà đúng không? Ờ đó, đó. Cái này là chiều dài từ đầu tới cái đuôi kéo thôi. Ừ. Biển báo giới hạn chiều dài của xe móc kéo. Biển báo giới hạn chiều dài của xe móc kéo. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hết hộp. Hoặc là xe ô tô kéo móc. Nó sẽ có những cái móc để nối những cái toa khác nhau để tải hàng chẳng hạn. Và Tuyền Mập đã có một điểm cho mình. Chúc mừng Mai. Dạ. Hãy ghi một điểm trong câu hỏi này nha. Dạ, xin mời biển báo. Dễ lơn em ơi. Màu xanh nó là cái gì? Là hy vọng. Không, tự đồng ý. Màu xanh là sự đồng ý. Đúng. Sự cho phép. Sự cho phép di chuyển của xe đạp và xe thô sơ. Cho phép di chuyển của xe đạp và xe thô sơ. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo đường dành cho xe thô sơ. Chúc mừng em. Ở trên thì mình thấy chiếc xe đạp nữa. Nó cũng được quy vào cái lớp là xe thô sơ. Và biển báo tiếp theo. Xin mời Tuyền Mập. Dễ luôn. Cái này được nè. Biển báo này là biển báo cấm vượt. Cái màu đỏ nó nằm ở bên phía xe tải. Là xe tải, cấm xe tải vượt. Cấm xe tải vượt. Bạn cấm. Biển báo cấm xe tải vượt. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Tuyền phân tích rất là đúng luôn á. Biển báo cấm ô tô tải vượt. Bởi vì trên biển báo này là màu đỏ, là màu cấm. Và xe tải này nó đang màu đỏ luôn thì là cấm cái xe tải. Ê, kinh nghiệm nhá. Không muốn cho mình đi ăn học mọi người ơi. Đúng rồi mọi người ơi, giơ tay lên, giơ tay lên. Biển báo tiếp theo, xin mời. Dạ, biển này là biển báo cho phép người đi bộ. Biển báo cho phép người đi bộ. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Và giống như là ở những cái khu vực có thể nó nguy hiểm cho người đi bộ, cho nên là có những cái nơi người ta sẽ để cái biển báo này là dành cho người đi bộ thoải mái di chuyển một cách an toàn nhất có thể. Xin mời biển báo tiếp theo. Tuyền. Biển báo cho phép chạy theo vòng xuyến. Biển báo cho phép chạy theo vòng xuyến. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hết hồn. Biển báo nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Nó đơn giản lắm á, nhưng mà tại vì mình sợ, mình không tại biết là đúng hay sai. Tại vì cái câu chữ á, nó đúng, rất đúng. Là sát sao. Dạ, chắc chắn đây là giống như cái bùng binh, đúng không? Là một cái vòng xuyến mà mình sẽ có rất là nhiều những cái con đường cắt nhau tại cái bùng binh đó, cái vòng xuyến đó. Cho nên được phép đi di chuyển trong vòng xuyến. Tiếp tục, cố lên nào. Biển này là biển cấm đậu xe ngày chẵn. Cấm đậu xe vào ngày chẵn. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm đậu xe vào ngày chẵn. Tuyền chắc biết biển báo này đúng không? À biết chứ. Đó, kinh nghiệm. Biển báo tiếp theo xin mời. Mời Tuyền. Biển này biển gì ta? Dấu chấm than. Hoang mang cuộc đời. Cái biển này khó nè, thiệt luôn á. Em biết biển này biển gì không? Dạ. Đây là một biển báo chị. Ừ, cảm ơn em. Gợi ý như không. Có một chữ khác rồi ở trong biển báo này nha Tuyền. Biển này là biển cảnh báo những cái sự nguy hiểm khác có thể có ở phía trước. Cảnh báo những nguy hiểm khác có thể xảy ra ở phía trước. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo nguy hiểm khác. Yeah. Rồi quá chị ơi. Quá hợp lý. Biển báo này thông tin cho chúng ta không chỉ riêng là tai nạn giao thông mà sẽ có những cái nguy hiểm khác nữa xảy ra ở đoạn đường phía trước để chúng ta có thể biết được mà né. Và tiếp tục, xin mời. Mời em. Nãy giờ em rơi vào những bức hình rất đơn giản luôn á. Em thấy nó lạ không mà không trời. Đơn giản về mặt gợi ý hình ảnh á. Không đang biết không?
chẳng lẽ là cấm hết? Chẳng lẽ là cấm hết? Trời ơi, cấm hết à? Cấm hết thì coi như là mình không được đi luôn rồi, đúng không? Dạ, em nghĩ là biển báo. 2, 1. Hết thời gian, mất lượt, mời Tuyền. Biển này là cái biển... Cười cái gì? Cười cái gì? Người ta biết đó vậy. Nói không đúng thì thôi chứ. Nói chung á là mình bây giờ mình có đậu bao nhiêu phần trăm trong cái giấy phép lái xe, bao nhiêu câu đi chăng nữa thì đương nhiên sẽ có những lúc quên. Mình phải học thêm. Thì mình phải tham gia chương trình này để mình gia cố về cái kiến thức. Đúng. Tôi đâu phải bạn nào tôi biết rồi cũng nhớ đâu. Đúng. Thôi không, không có kéo dài thời gian để suy nghĩ nè. Biển này là biển hết giới hạn tốc độ. Biển báo hết giới hạn tốc độ. Đây là một đáp án. Không chính xác. Ơi, trời ơi. Để coi, đáp án chính xác của chương trình là gì? Xin mời. Biển báo hết tất cả các lệnh cấm. Ủa vậy mình cần cái biển báo này chi? Tại vì khi mà em vô một cái con đường mà ví dụ nó có giới hạn tốc độ nè, ví dụ như mà cấm dừng, cấm đậu, hay là nói chung là tất cả các biển cấm, nhưng mà tới cái con đường này nó được ưu tiên là em chạy thoải mái thì em không có còn giới hạn nữa, thì nên là xóa hết các lệnh cấm luôn. Cái đó nó sẽ xảy ra ở những đường cao tốc ha. Mà ở đây là tôi bị lộn. Không sao Tuyền ơi, còn rất nhiều điểm ở phía sau nha. Không chịu đâu. Biển báo tiếp theo, xin mời. Cái này là cấm xe hơi quay đầu xe về bên hướng bên tay. Quay đầu xe bên hướng bên tay trái. Cấm xe ô tô quay đầu về hướng bên tay trái. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Dễ luôn. Dạ, đây là biển báo cấm bóp kèn. Biển báo cấm bóp kèn. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Bởi vì sẽ có rất là nhiều loại còi khác nhau của các loại xe, và có những cái đoạn đường chúng ta sẽ cấm bóp còi luôn, là gây giật mình cho người đi đường. Chúc mừng em một điểm cho mình. Quý vị thân mến, khép lại lượt thứ hai, điểm số của hai cô gái như sau. Đội của Tiền Mập có được 5 điểm, chúc mừng. Đội của bạn Mai, bạn có được 4 câu đúng, 4 điểm. Cho mình xin hỏi các bạn là khi mà chúng ta đi học bằng lái xe đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì nhiều nhất? Jin, em gặp ông thầy nhiều nhất. Gặp ông thầy. Còn những cái khác là không nhớ? Em có nhớ chứ, em gặp xe để mình tập. Dạ, xa hình để mà mình tập lái. Đó, ok, còn Nguyên em sẽ thấy cái gì? Em thì cái lúc mà em học bằng lái á, là em mua cái cuốn đó về em tự học ở nhà. Xong rồi cái ngày mà đi thi thì lên thi thôi. Với mình thi lý thuyết thôi rồi, nó không thi thực hành. Thực hành thì không thực hành, mình tự lập mà anh. Có thầy dạy chứ. Jin là học lái ô tô, em học lái xe máy. Hai cái nó khác nhau dữ lắm. Và bây giờ vòng đầu tiên này, hy vọng rằng mọi người sẽ quen hơn với những biển báo giao thông. Đây chính là thử thách của các bạn nha. Nhìn bên cánh phải của em. Đó. Ở đây có rất là nhiều những cái món đồ phụ tùng nha. Nha. Làm sao để chúng ta có thể về nhà an toàn được? Phải có xe đúng không ạ? Mà xe thì cần phải có rất là nhiều phụ tùng như thế này. Các bạn phải làm sao hai vòng chơi đầu tiên mà lấy được 8 cái món phụ tùng này thì chúng ta mới đến với vòng 3 được. Và vòng 3 thì cái giá trị tiền thưởng rất là cao. Hai đội chơi thân mến, chúng ta sẽ có hai lượt chơi. Mỗi người sẽ chơi một lượt. Lượt nào mà mình không chơi thì mình qua ghế để mình ngồi. Dạ, giống như là cái trạm rửa xe đó. Ngồi chờ chừng nào xe rửa xong rồi mình đi. Bây giờ các bạn lựa chọn đi, ai là người chơi đầu tiên? Thôi bây giờ hai chị em mình đều mất trí nhớ hết. Đều mất trí nhớ hết. Bây giờ mình đi lù xì đi. 1, 2, 3. Thằng quyết đi. Em chơi đi. Mời Mia qua đây ngồi. Sao đội của chị với Nguyên? Dạ đội của em là anh của em chơi trước. Rồi. Hai chàng trai thân mến, đây là lượt đầu tiên cho nên hy vọng rằng là Jin cùng với Minh sẽ xem thật là kỹ nhé. Và bây giờ, thời gian 60 giây dành cho hai chàng trai xem 10 biển báo. Bắt đầu. Ghi nhớ thật kỹ nha, chúng tôi có hai màn hình lận. Màn hình bự dễ coi hơn. Tám, bảy, sáu, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và thời gian đã hết.
À, các bạn thân mến, đó chính là 10 biển báo mà chúng tôi dành tặng cho hai chàng trai. Thế thì ví dụ nghĩ rằng là luật giao thông hoặc là biển báo giao thông hoặc là cái cách mà chúng ta tham gia vào giao thông ở trên đường thì mình cũng đã nắm một phần thôi. Thế còn mà mình nhớ hết thì cũng không thể nào. Thế bây giờ mình sẽ bổ sung kiến thức bằng việc nhớ những biển báo nhé. Hãy cho Minh Xù biết được vị trí nào đã được thay đổi và đọc tên biển báo cũ ở cái vị trí đó. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn xem bức hình có 10 biển báo đã được thay đổi 5 vị trí. Xin mời. Các bạn chuẩn bị tinh thần để nhấn chuông giành quyền trả lời nha. Thời gian giành quyền trả lời bắt đầu. Mời Jin. Theo như em nhớ là biển số 4 bị thay đổi. Biển gốc là biển cảnh báo phía trước đường hẹp bên phải. Biển cảnh báo phía trước đường hẹp bên phải. Đáp án của chương trình là chính xác. Chúc mừng. Biển báo đường bị hẹp bên phải, quá là xuất sắc. Minh, lượt thứ hai của em. Em nhớ đó là cái số 7. Tại vừa rồi đó là cái biển giao nhau với đường sắt có rào chắn. Biển số 7 giao nhau với đường sắt có rào chắn là đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Hay quá em ơi. Mỗi đội đã có một điểm cho mình rồi. Và bây giờ lượt tiếp theo thuộc về Shin. Theo em nhớ là biển được thay đổi là biển số 9. Và cái biển số 9 bị thay đổi là biển gốc là cấm ô tô rẽ trái. Cấm ô tô rẽ trái bị đổi thành biển cấm ô tô rẽ phải. Biển gốc là cấm ô tô rẽ trái. Đáp án của chương trình là hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Biển báo cấm ô tô rẽ trái. Còn Minh, bạn chắc chắn câu nào bạn trả lời câu đó? Em trả lời câu 10 trước, đó là dành cho người đi bộ. Số 10 đã được thay đổi và biển báo cũ với tên gọi biển báo dành cho người đi bộ. Đáp án của chương trình là một đáp án nhờ. Nhờ ta. Chính xác, chúc mừng. Biển báo dành cho người đi bộ. Và bây giờ một điểm nữa dành cho Quang Minh rồi ha. Chúng ta chỉ còn lại một vị trí bị thay đổi mà thôi. Lượt tiếp theo xin mời Jin. Thêm nhớ biển số 5 bị thay đổi nè, là biển gốc là biển cấm đi thẳng. Biển gốc ở vị trí số 5 cấm đi thẳng. Nếu như đúng, Jin sẽ có 3 điểm, Minh sẽ có 2 điểm. Và đáp án của chương trình là chính xác. Chúc mừng. Hiện nay tạm thời đang dẫn đầu, 3 điểm thuộc về Jin Tuấn Kiệt, 2 điểm thuộc về Quang Minh. Hãy cùng nhau xem lại đáp án của chương trình là như thế nào với những sự thay đổi vừa rồi. Xin mời. Đây, chúng ta có số 4, đường bị hẹp bên phải. Số 5, cấm đi thẳng. Số 7, giao nhau với đường sắt có rào chắn. Số 9, cấm ô tô rẽ trái. Và số 10 là đường dành cho người đi bộ. Đây chính là 5 vị trí mà các bạn đã tìm thấy. Và lượt 1 đã kết thúc. Và bây giờ, vỗ tay cho hai cô gái xuất hiện. Trời ơi, như một bà hoàng. Đó, đi nào em, đó. Bên đây không? Đã năng lượng, năng động. Chúc chị may mắn nha. Cảm ơn em. Chúc may mắn nha. Chị luôn may mắn. Tất cả niềm tin em dành hết cho chị. Đừng em lên chị. Như lượt đầu tiên, hai cô gái sẽ theo dõi 10 biển báo hoàn toàn khác. Và bây giờ lượt 2, 10 biển báo bắt đầu. Không được viết gì hết lúc này. Ghi nhớ đi ạ. Sao chắc não nó cũng vậy? Não nó cũng sẽ thể thao lắm. Mọi người bình tĩnh cho chị em chơi được không? Nguyên kìa, bắt đầu dễ bùa. Lò đã bắt đầu cố lượn lò, đó quay vòng. Trời ơi. 15 giây. Bắt đầu. Như khi đó là một chiêu thức ghi nhớ mới anh. Không tiếng nhảy nhiều là quên à. Có mấy cái biển rất là dễ luôn á. Đúng rồi. 5 4 3 về chỗ. 1 hết giờ. Quên hết trơn luôn. Quên hết trơn luôn. Thế em có còn nhớ anh không? Dạ nhớ. Nhớ anh là được rồi. Nhưng hãy nhớ biển báo để có điểm em nhé. Mia, hình như là em có tài xế đúng không em? Em đâu có lái xe cho nên là mấy cái này em không còn quan tâm lắm hả em hả? Dạ đúng rồi. Nhưng em ơi, chương trình này được cập nhật cho tất cả chúng ta là như vậy. Phải ghi nhớ là ở đâu người tài xế của mình lâu lâu quên, mình nhắc cho người ta nhớ luôn. Dạ. Mình vừa quan sát, theo dõi chung với nhau để an toàn nhất. Em nhớ. Đúng. Nhớ nha. Dạ. Và bây giờ thời gian dành cho hai cô gái theo dõi 10 biển báo đã bị thay đổi 5 vị trí. Bắt đầu.
Ồ, anh thấy thay đổi rồi nha. Rồi, Mia là người nhấn đầu tiên. Xin mời Mia trả lời. Biển số 8 thay đổi. Biển số 8 thay đổi. Chốt. Chốt. Tên gốc là gì? Đường ray cho người đi bộ. Đường ray cho người đi bộ. Khoan, đường ray cho... Ủa, ê khoan, người đi bộ nào đi trên đường ray? Ủa, kỳ quá, em kỳ quá. Em không nhớ cái tên. Đường ray cho người đi bộ. Ba má em buồn em lắm. Ba má em buồn em lắm. Ba má em buồn em lắm. Đây là một biển báo hoàn toàn mới. Mới vừa được sáng lập bởi Mia. Đáp án chưa chính xác. Xin mời Nguyên. Em nhớ rất, rất kỹ. Ghê vậy? Thà là mình trả lời đi nha. Rồi, rồi, mình nhớ rất kỹ. Tôi sẽ lời sai nha. Tin tưởng em cái đầu tiên đi Ghiên. Cái đầu tiên em nhớ rất kỹ. Ok. Số 2. Số 2. Cấm dừng và đổ xe. Biển gốc đúng không ạ? Dạ. Cấm dừng và đổ xe. Với sự tự tin này, không lẽ tôi không cho điểm thì cũng kỳ. Đúng rồi. Lượt thứ 2 dành cho Mia. Cố lên em. Cố lên chị ơi. Cố lên. Em nhớ là biển số 3 bị thay đổi. Đúng rồi đó. Biển số 3 thay đổi là đúng. Đúng rồi. Tên gốc là gì? Em không nhớ là cái gốc của nó là cái gì. Gốc của nó là cái gì ráng. 10 giây. À, đường cấm chạy xe đạp. Đường cấm chạy xe đạp. Đường cấm chạy xe đạp. Đáp án của Mia là đường cấm chạy xe đạp. Là một đáp án cấm Mia nhận điểm. Đi vô. Trật lất. Mời Nguyên. Mia đã gợi ý rồi, số 3 có sự thay đổi đó. Bây giờ, em nói đúng không, em quên số 3 rồi, em nhớ chơi số khác. Chơi khác đi em. Chơi số khác mà. Mời em. Em không nhớ là cái số 8 hay cái số 9, nhưng mà em chọn cái số 9. Đúng. Số 9. Cái số 9 là nhắc bài kìa, nhắc bài kìa. Đi vô. Không, em nhớ hồi lúc mà em múa, mọi người nhớ không? Đó là đó, đúng rồi hả? Vô rồi đó, vô. Giao nhau với dòng xuyến. Đáp án cuối cùng của em là giao nhau với vòng xuyến. Giao nhau với vòng xuyến là một đáp án. Tinh tinh, chính xác, chúc mừng Mia ơi. Băng qua đường nữa là bị phạt. Bây giờ là lượt của Mia. Hãy trả lời đúng một lần để cho người khác trầm trồ xem nào. Em nhớ cái bài biển báo mà bị thay đổi. Là em số mấy? Em không nhớ cái trước đó. 8. Quá lượt, không chơi nữa. Quá lượt, không chơi nữa. Mời Nguyên. À, bây giờ quyết định số 3 đi. Số 3. Số 3 sẽ là cấm đi. Không. Không nhắc. Không, em nghĩ là cấm xe thô sơ. Đáp án cuối cùng cấm là cấm xe thô sơ, cấm xe thô số sơ. Số 3, cấm xe thô sơ là biển báo gốc. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Mia. Hoặc nếu như các bạn không nhớ nữa thì chúng tôi sẽ dừng luôn lần dừng này. Dừng luôn đi. Đâu, em chưa muốn dừng đây, em muốn đón. Thôi dừng đi em. Mời Nguyên. Em đón lại nha. Giờ cái số 8 đi. Cái số 8 sẽ là đường ưu tiên. Số 8, đường ưu tiên. Và đáp án của chương trình là chính xác, chúc mừng. Sao tôi tìm cái câu trả lời đúng? Sao khó quá? Nào, hồi xưa có hôn môi xa, hôm nay có đập tay xa. Mia, đi gì á? Đi dưới đây nè, chứ không phải đi gì dưới. Cho coi một lần nữa với hai cái ô, tụi em ráng nha, còn hai ô nữa đó. Bây giờ sẽ cho tụi em coi rất là nhanh thôi, chớp nhoáng trong vòng 5 giây thôi. Coi. 5 4 3. Mời Nguyên. Dạ, cái số 3 là đường dành cho xe thô sơ. Số 3, đường dành cho xe thô sơ là một đáp án chính xác, chúc mừng. Mia còn một lượt nữa của em. Em ráng lên. Dạ, số 5 là chỗ ngoặt nguy hiểm dòng bên trái. Chỗ ngoặt nguy hiểm. Ôi, dòng bên trái. Ôi hay quá. Yeah, chị. Đáp án của Mia là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hay quá. Biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại xem những vị trí đã bị thay đổi như sau. Đây, số 2 là cấm dừng và đổ xe nè. Số 3, đường dành cho xe thô sơ. Số 5, chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái. Và số 8, đường ưu tiên. Số 9 cuối cùng là nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Và kết thúc lượt số 2, Mia đã có thêm một món đồ nữa. Dạ. Còn Nguyên, bạn đã được thêm 4 món đồ nữa. Hai thành viên của mỗi đội, mỗi người một vị trí, đầu và cuối. Lưu ý, khi cầm lên, tay chúng ta không được chạm vào vạch quy định của chương trình. Nhiệm vụ của các bạn đó chính là
mỗi đội sẽ phải di chuyển làm sao cho quả banh từ vạch xuất phát về đích và để vào được trong cái rổ ở bên kia thì các bạn mới ghi điểm được. Rồi bây giờ mình thử nha. Dinh Tuấn Kiệt ở phía trước, Hoàng Minh ở phía sau. Trong quá trình vượt qua những chướng ngại vật như thế này mang banh về đích, người đầu tiên không được xoay mặt lại. Nếu như các bạn xoay mặt lại các bạn phạm quy. Người ở đằng sau các bạn sẽ phải dùng lời nói của mình miêu tả làm cho người ở phía trước di chuyển làm sao cho hợp lý nhất. Đó, thử nè. Thằng ấy. Đúng rồi. Cứ đi di chuyển qua bánh xe, di chuyển lên, lên. Đó, cứ đi. À, Rồi, thế là chúng ta đã có một lượt banh. Mỗi đội chơi sẽ mang 3 quả banh về trong chiếc rổ. Trong vòng thời gian sớm hơn, chắc chắn đội đó sẽ đội chiến thắng. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu đầu tiên của đội đen xanh đen đỏ. Thời gian bắt đầu. Tết em không được quay lại nha. Đi luôn. Rồi rồi nha. Rồi đây. Từ từ thôi, đừng có đi vội. Đi nhanh lên em. Không được đẩy banh vào trong ngực của mình để giữ banh. Cứ đi. Từ từ thôi. Chỉ chỉ là từ bằng đầu. Lại. Có lại nha. Cố lên. Rồi đi. Từ từ bình tĩnh thôi, chậm mà chắc. Màu vàng hợp với màu áo nè. Chắc là ngon lành nè. Quá rồi. Đúng rồi, cứ từ từ vậy thôi. Chờ kiếm quả cầu nữa là đi nè. Đi, kêu thả nha. Mang về đích rất là quan trọng nha. Nhóm tới miếng nữa đi. Rồi, từ từ. Ôi, khoan. Khoan. Vào không? Không à. Trời ơi, dở quá. Lại. Đỏ bông thủy nè, treo màu đỏ nè. Đừng để rơi banh nha, chúng ta phải di chuyển lại từ đầu. Từ từ thôi. Ráng giữ chặt cái tay. Đây là cái phần khó nhất. Từ từ. Wow, một quả rồi, tiếp tục ạ. Màu đỏ nó vẽ hộp phong thủy á. Lấy đùa sẽ rồi, tiếp nha. Rồi từ đầu nha, đang đi về mấy rổ rồi. Xin lỗi. Không được phá nữa bạn. Rồi đi. Không được nhìn quay đầu lại em nha. Nếu như các bạn thắng được trái thứ 3 thì các bạn đã về đích rồi ạ. Cố lên. Chỉ 3 quả thôi. Từ từ nè, tới rồi. Thả đã. Thời gian có dừng lại hay không? Thả, khủy gói xuống em. Bình tĩnh. Khủy gói xuống, từ từ. Khủy đi, từ từ. Wow, thời gian dừng lại. Chúc mừng các bạn nha. Mọi người thân mến, thật sự ra rất là khó khăn để có thể người đằng sau hỗ trợ cho người đằng trước di chuyển thật là thăng bằng để đưa được quả banh về đích. Chắc chắn là đội của Mia và Quang Minh sẽ phải vượt qua cái thời gian này nếu như muốn là đội chiến thắng. Xin mời các bạn vào vị trí ạ. Thời gian 3 phút 39 giây nha, của Dinh Tuấn Kiệt nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ. Thời gian dành cho đội của Mia bắt đầu. Cố lên. Rồi đi nè. Cứ từ từ đi thôi, không có gì mà vội cả. Bên kia cứ đi 39 mà. Cứ đi thôi, chị cứ đi bình thường thôi. Đó, ở đây em lo rồi.
sao làm gì mặt chị căng quá vậy? Thấy không? Thấy không? Đó. Chị cứ đi bình thường thôi. Có lắm trời. Khi nào đi tiếp đi ơi. Cứ đi tiếp thôi. Khi nào mà em kêu là dừng thì dừng. Không, không được quay đầu lại, không được quay đầu lại nha. Em rồi đó. Nghe em cười khán giả mà. Cứ đi đi chị ơi, cứ đi chị ơi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Đi đi tiếp chị. Bữa bắn như ra, bắn như ra, bắn như ra. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Rồi. Rồi thả luôn. Rồi. Thả luôn. Rồi thả. Rồi. Rồi, tiếp tiếp tiếp, lẹ lên. Trời ơi, còn ăn mừng nữa. Mia, em để ngang hông với Mia. Đơn giản mà, 3 trái đâu mà 30 đâu. Anh Sầu, anh coi kìa, chơi lợi mặt nữa chứ. Lợi mặt. Còn chào khán giả kìa. Làm anh buông tay ra mà vẫy tay chào khán giả cái nè. Đúng rồi. Vẫy tay chào nè. Đó, quan viên hay họ. Thiệt. Mình phải làm sao để cho các bạn cảm thấy dễ nè. Đi 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 tiếp chị ơi. Đi tiếp nè. Buông luôn. Khoan nè, khoan nè. Buông cái mới kịp thời gian. Sao nữa. Chậm quá là mất thời gian. Rồi, đi 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 lên. Một phút mấy rồi, cố lên nào. Đi chị. Cứ đi rồi. Đó, đúng rồi. Rồi, buông tay ra mình chào vua hậu nè, lên bục rồi nè. Trời ơi, cứ đi tiếp chị ơi. Quả bóng này nó thăng bằng tốt lắm. Coi chừng Phạm Huy nha. Đi 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 đi, đó, cứ đi rồi, đi rồi. Hết giờ chị ơi. Cứ đi rồi. Dễ gì hại được. Trời ơi, từ từ nè. Từ từ. Chị lên một bước nữa, lên một bước. Tôi nghĩ cái này ra ngoài. Được chưa? Cái này ra ngoài. Lẹ. Một phút nữa thôi, cố lên. Lẹ lên. Đi. Đợt này là không có cười nữa đâu nha mọi người. Ok. Chào các anh chị, chào. Không qua hậu tinh thiện nữa hả? Hết vui rồi, hết vui rồi. Khoan à. Rồi, đi. Đó, đi tiếp đi chị ơi. Rồi, nhằm cái rổ này. Một bước đó, tiến một bước. Rồi, từ, thấp xuống, hai trong thấp xuống xíu. Và Dương Huy Ân 3 phút 04 giây. Và chắc chắn đội chơi chiến thắng ngày hôm nay với vòng 2 sẽ được chúc mừng cái đội Mia. Đó, em nói mà, đội này là chơi chiến thuật nhường vòng 1. À. Rồi, trong cái không khí vui vẻ này, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để lấy phụ tùng. Nào, qua lấy 2 phụ tùng. Giết thứ kia, đội bạn được 1 phụ tùng. Nghe đồn đội bệnh thắng vòng 2 đúng không? Mà sao lấy được có 2 cái thôi hả? Kể lấy 1 cái hơi đủ rồi nè. Chúc mừng. Đó, mời em ghép vô trên cái lưới. Giết thứ kia, mời bạn gắn lên trên luôn. Cảm giác như thế nào khi đã lấy được cái phụ kiện cuối cùng hả Jin? Dạ vui. Vui. Vì tụi em sắp được về nhà rồi. Đúng rồi. Và hiện nay đội Sinh Tức Kiệt đang có 8 món phụ tùng. Và Mia cũng như Quang Minh, các bạn đang có 5 món phụ tùng. Và bây giờ tất cả quý vị và các bạn khán giả thân mến, đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Xin mời. Thân mến, Minh Sự đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và hai đội chơi thân mến, đây là vòng cuối cùng của chúng ta mang tên là Về Nhà Đi Ăn. Anh có một câu thơ dành tặng cho bọn em. Đây là những cái thông điệp rất là dễ thương đến từ chương trình. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, đi xe nhường nhịn là thương chính mình. Hợp lý. Quá hợp lý không? Xuất sắc. Thế bây giờ là Mia, em có câu gì là xuất khẩu thành thơ, em đối thơ lại cho anh coi nè. Cũng nhiễu điều phụ lấy giá gương. Đúng. Đi xe không thắng, đúng không cả nhà? Jin gỡ gạt lại. Nhiễu điều phụ lấy, nhiễu điều phụ lấy giá gương. Để coi, để coi sao nè. Đi đến nơi về đến chốn. Đội trắng đen đang có lợi thế hơn, chúng ta còn 2 món. Bên đây đang có yếu thế hơn, còn tới 4 món lận. Thôi bây giờ đội chơi chiến thắng thì trước. Mời các bạn vào vị trí. Các bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thời gian bắt đầu. Chân vào trước. Phải. Trái. Rồi rớt. Đi tiếp. Đi trái. Tiếp được. Đi tiếp phải, được. Trái. Phải. Trái.
trái. Ráng lên Vĩnh ơi. Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Giống như trong quân trường quá. Thôi chị ơi. Ôi. Phải, trái. Trái dài đó nè, dài đó, trái. Phải, trái. Nhẹ thôi nhẹ. Ôi. Nhẹ thôi nhẹ. Ôi. Bỏ ra, bỏ ra. Bỏ ra đi về cho lẹ, bỏ ra về cho lẹ. Chạy, 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 chạy. Rồi, lấy banh lên, lấy banh lên. Gần thôi, đang xa quá. Phải, 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 phải nào. Ê. Lại, 2, 3. Ê, sao nhỏ. Phải chứ kia mà. Rồi, chuẩn bị lại nè. 2, 3. Phải, trái, phải, phải, trái. Tiếp tục. Phải, trái, phải. Chạm lại chị ơi. Nào. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Trái, phải, trái, phải, trái. Đừng để rớt nữa nha. Sản xuất nữa nè. Phải. Rồi, chạy về, cỡ ra chạy về. Nhanh, 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 nhanh. Nãy giờ Kara không giữ thăng bằng được. Mình đổi không? Đổi vị trí không? Đổi vị trí. Ok. Khoan nhiều nha. Rồi. Rồi. Phải. Đâu? Trái. Phải. Phải, trái, trái, phải, trái. Trời ơi, phải đọc lên như vậy đó mới dễ đi. Rồi, lẹ 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 lẹ. Kara đang làm tốt nhiệm vụ của mình đó. Đọc đi em. Ok, em sẽ đọc nha. Rồi. Từ từ, bình tĩnh. 2, 3. Phải, trái. Chưa nè. Lại lẹ. Chị lại chú đi. Ok nè. Đó. Đội chiến thuật một lần nữa có vẻ như hồi nãy là phong thủy tốt. Phải, trái, phải, trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái, phải, trái. Cố lên, và kết. Một cái nữa thôi, nhanh lên, nhanh lên. 2 phút 40 giây rồi. Bình tĩnh nào. Được chưa, được chưa, được chưa. Ok. 2, 3. Phải, trái. Phải, trái, phải. Đúng rồi. Trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái, phải. Trái, phải, trái, phải. Trái, phải, trái, phải, trái. Rồi, chị vào trước đi. Rồi, rồi, dừng lại thời gian. Rồi, chị chưa. Được rồi, được rồi, được rồi, xong rồi. Ok, bonus thêm một trái nữa đúng không ạ? 3 phút lẻ 9 giây. Wow, thấy các bạn chơi mà tự nhiên mình nghĩ tới những cái trượt băng nghệ thuật á. Rồi, trượt rất là dễ thương. Mời các bạn trở về vị trí bên này của mình. Xin được mời đội chơi 2 chữ tờ chúng ta ra thi. Các bạn sẵn sàng chưa? Thời gian dành cho đội của anh Hữu Tín bắt đầu. 2, 3. Phải, trái, phải, trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái. Phải, trái. Phải, trái, phải, trái. Phải, trái, lớn lên. Phải, trái, phải, trái. Phải, trái. Phải, trái, phải, trái. Phải. Vào, chính xác rồi, chạy về lẹ 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 lẹ. Ủa em rớt rồi hả? Hết rồi, rớt rồi, rớt rồi. Trời ơi. Rớt từ giây phút đầu tiên luôn rồi. Rồi, cố lên nha. Rồi, lấy cho anh xem anh luôn. Thấy là đang thuận lợi á. Ok chưa? Đọc lớn lên là được ạ. Ok, 2, 3. Đi. Phải, trái. Quẹo phải, quẹo trái. Phải, trái. Phải nè. Trái nè. Phải nè, trái nè. Xoay vòng nè. Trái nè. Phải nè, trái nè. Phải nè, trái nè. Phải nè. Trời hay quá. Phải, trái. Rất nhanh, rất nguy hiểm nha. Phải. Có vẻ như là các cô gái không có thuận lợi lắm ở trong trò chơi giữ thăng bằng này nha. Phải, trái, phải. Wow, chạy nhanh. Mới có 1 phút 16 giây. Đỉnh, 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 đỉnh. Gỡ điểm là chứ, đúng không ạ? 2, 3. Phải, trái, phải, trái. Đồng lòng nào. Phải, trái, phải, trái. Hô ta. Phải, trái, phải, trái. Hey, 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 cố lên. Phải, trái, phải nè, trái nè, phải nè, trái nè, phải nè, trái nè, phải nè, trái nè. Yeah.
1 phút 53 giây, vượt rất là xa đối phương. À, khá là tâm phục khẩu phục đúng không ạ? Dạ. Dạ. Chắc có thể là bên đây đội nhỏ con lợi thế. Là mình sẽ di chuyển rất là đều. Và anh Hữu Tín thì cũng đã làm leader rất là giỏi ở trong team của mình. Và 1 phút 53 giây là chiến thắng dành cho đội hai chữ tờ. Chúc mừng! Quý vị thân mến, khép lại vòng 2. Hiện nay thì hai đội chơi của chúng ta với sự thay đổi về việc chiến thắng như sau. Đội của hai chữ tờ đã chiến thắng vòng này với 2 món phụ tùng cho đội mình. Và đội trắng đen không chiến thắng, nhưng không sao, các bạn vẫn nhận được 1 món phụ tùng. Xin mời các bạn qua đây lấy phụ tùng về thôi. À, đại diện đi. 2 món. 2 chiếc bánh xe. Yeah. Bên đây là ráp được chiếc xe máy, bên kia ráp được cái xe ba bánh. Hai đội chơi thân mến, mình thấy vòng 2 như thế nào ạ? À, anh Tính, anh cảm thấy là anh rất có năng khiếu về thể thao, cho nên năm sau anh đăng ký thi SEA Games. Đăng ký thi SEA Games bộ môn gì anh? Mang dép Lào lướt sóng. Nước dán. Dạ. Thư, dạ em thấy là em có thể bù đắp được lại cái vòng 1 cho anh Tính, coi như là mình đỡ buồn. Dạ, đỡ buồn. Lúc đầu mình không mang lại nhiều điểm cho nên mình cũng thấy hơi bức rứt, bối rối bên trong. Buồn gì đâu, ngại, em là con gái em chơi xong được cái đừng. Wow. Đó đã có anh. Wow. Đó đã có anh. Người đàn ông của năm là đây chứ còn gì nữa. Còn bên kia là sao ạ? Kara, lát nữa cho em xin đôi dép được không? Em ơi, đó là đạo cụ của chương trình. Kara tâm sự là nãy giờ vẫn tâm huyết với đôi dép đó. Em me đôi dép em thích. Kiểu đợi có người yêu xong rồi hai đứa mang đi chung dễ thương. Mà đi đâu? Đi đâu? Đi phượt, đi phượt. Đi đi phượt luôn, đi phượt luôn. Nếu như mà cái này mà có người yêu đi chung chắc cũng dạ, vui. Mà. Nó có sự gắn kết với nhau dạ, á. Rồi. Còn Vĩnh sao? Dạ cá nhân em thì chắc là phải cảm ơn chương trình, bởi vì lâu lắm em mới được vận động như vậy. Ồ. Đổ mồ hôi nhìn nhưng mà rất là vui ạ. Em vui đúng không ạ? Dạ, mời vui. Em hít đất 30 cái thôi. Dạ thôi được rồi. Có còn 3. Sẽ vui hơn. Nếu như mà anh Hữu Tính làm thì em cũng làm thôi ạ. Cái này vui hơn luôn. Vui hơn luôn. Cái này vui hơn luôn. Anh chơi mấy cái trò nặng hơn nhiều. Nghe đồn năm sau đi SEA Games đúng không anh? Đúng rồi. Anh chơi mấy cái trò nặng lắm, ở nhà là anh hít xà đơn một lần 40 cái đó, hít đất gì gì khẩn tiện. Không tiện hả? Tại vì là mà trọng xuống vậy là cái bụng đụng đất, cái bụng đụng đất là không hít được đúng rồi.